Bông thơm không? Hỏi đi. Thơm cái nhà. Thơm hả? Thích quá không? Thích. Bên kia nữa, xây bên kia lại. Trời ơi, bữa nay nó trổ quá trời luôn rồi, cả nhà ấy khủng hoảng thiệt. Đâu là la. Đây một đống luôn này nè. Một đống luôn. Một tấm gì ta? Ôi dạ, một đống mộng luôn. Đây mày đẩy nó nha. Tấm Trời ơi. người. Ở đây nó đang mở từ từ rồi. Nó đang mở từ từ đó. Tấm Đi người nè, đó. thấy không? Đây nè, thấy bông đẹp không? Trời ơi, quá trời thơm luôn Ina ơi. Quá trời thơm luôn. Ina thấy bông đẹp không con? Ôi giờ đẹp cả nhà. Trời khủng khiếp thơm luôn. Bữa nay là lần này là lần lần không biết thứ N trong năm luôn. Hồi hè là trổ mấy chục bông rồi đó. Rồi bây giờ bữa nay trổ nữa. À, hôm qua trổ 5 bông. Hôm qua trổ 5 bông, mẹ Dina đi ngủ rồi. Hôm qua Dina đâu có ngửi đâu, có mình mẹ thức hửi à. Rồi bữa nay thì ba đi làm chưa về luôn. 11 giờ đêm ba mới về tới mà giờ này bông trổ quá trời luôn rồi. Thôi nhảy ba đọc cho con hết trơn. À, tội nghiệp ba hả? Trời ơi, nghe nha, nói ông tội nghiệp ba không được câu gì hết Cho nó bông trơn. trình đọc cái. Cho Ừ. nó coi cho nó. Để na lại lại để bông ngửi nghe. Để na đếm cái mẹ được bao nhiêu bông? Quá trời nhiều luôn đấy nè. Đếm em, nhiều lắm. 12. 16. 18, 19. Ngày nào? Mười 2, chín 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20. Hà mấy bông? Ui, hà mấy bông? Hôm qua 5 bông rồi. Này hà mấy hai bông? mấy bông ghê ta, Ghê không? ghê hú hồn. Ghê hú hồn. Ghê nào? Trời thơm quá trời cả nhà. Hồi ơi. Thơm. Kinh nhỉ. Chắc này là 8 giờ rưỡi tối nha cả nhà. 8 giờ rưỡi tối. Trời ơi, ông ơi, nó thơm. Quá trời luôn Nè, á. Nhiều khủng khiếp luôn. mình sẽ cắt cà phê mới là mai nó pussy rồi. Ui, ngày mai sáng ngủ dậy là nó tàn hết rồi. Mình sẽ cắt mấy bông dục. Hồi sáng mẹ mới cắt dục mấy bông kia đó. Ừ. Xong rồi là mai nó Thế ra mẹ quay pussy bông tiếp. Mẹ quay bông cho cô chú rồi. coi. Wow, thơm nực nồng bát ngát luôn cả nhà ơi. Cái cây này hai mấy năm tuổi nè cả nhà coi nè, nó cằn cỗi thấy không, nó mình cắt biết là bao nhiêu luôn rồi đó, cắt nhánh đó, cho ôi giời trời hết không có cho rất là nhiều người luôn đó. Cho nhiều người lắm. Tại vì bây giờ còn mấy nụ nữa ngày mai chỗ quá, mai mốt nữa còn mấy. Ui giời trời ơi, trời có sao xỉn rồi, hơi xúc miệng đi ngủ ấy con, còn mấy nụ đi nè, còn mấy nụ chưa chưa chỗ. Ở đây một rồi, bên kia chỗ hết rồi, bên đó một luôn hả, vậy là còn hai nụ thôi. Ok, hai nụ rồi, bên đây chỗ hết rồi, đây bên đây chỉ chỗ hết nè. bên đây chỗ hết rồi con. Vì còn hai nụ phải không, một đó với một bên của mẹ phải không, là hai. Vậy con xuống lấy chìa khóa lên giùm mẹ đi con, với cửa kìa, lấy chìa khóa lên, để hồi ba về ba mở cửa không được á. Rồi xong rồi con đi xúc miệng đi ngủ. Trời ơi quá chừng. Mẹ thì mẹ thích mẹ mẹ ngắm bông, mẹ ngửi bông. Ina thì Ina đi ngủ. Con lấy không được. Con lấy không được mẹ. Ina lấy không được hả? Đây cả nhà. Trời ơi. Thôi bắt chờ luôn cả nhà. À, Ina muốn coi Ina. Trời nó thơm. Quá trời thơm luôn cả nhà. Đây là quỳnh trắng thơm á, nở ban đêm đó cả nhà. Cái này chắc là lần cuối của trong năm nay quá, giờ còn hai nụ nữa. Thì hồi hè tới giờ là hơn 50 bông rồi nha cả nhà. Thì đợt này là 30 bông nữa đó. Mình đếm nãy giờ là 30 bông quá cả nhà. Đây, cả nhà thấy một rừng bông luôn. Năm nay là mấy cái năm đầu tiên mà nó nhiều như vậy luôn á. Từ xưa giờ thì khoảng cỡ 30-40 bông cho một một mùa hè thôi. Nhưng mà năm nay là lần đầu tiên, là tháng này là tháng 9 rồi, đã giữa tháng 9 rồi cả nhà. Mà nó vẫn còn ra hoa ha.
Bây giờ mình để ở đây tạm đây thì vài ngày nữa lạnh nhiều là mình sẽ đem vô trong nhà đó cả nhà. Cái quỳnh này nè, chỉ nằm trong chậu vậy thôi ha. Rồi bông nó tàn cái bữa hai bữa nữa là mình sẽ đem vô rồi. Cả nhà thấy không, những cái lá già như vậy nè, bông nó mọc từ trong những cái lá cằn cỗi như vậy ha. Đây, mình đặc biệt mình rất là thích quỳnh, mình mê lắm. Mà tại vì thích cái mùi thơm của nó với cái bông của nó rất là đẹp đó cả nhà, rất là thích vậy. Cả nhà thấy không, từng chùm luôn, trời nó thơm, thơm không thể tưởng luôn á cả nhà. Đây nè, à chỗ này nó có hai bông một lượt luôn nè cả nhà, coi nè, hai bông mà cùng một một chỗ ha, cùng một chỗ mà nó ra hai bông. Đấy, cái này là 9 giờ tối, nó sẽ nở tới 12 giờ đêm luôn đó cả nhà. Lúc này là 11 giờ đêm hơn rồi cả nhà. Lúc này là bắt đầu nó sẽ nở tàn hoạt luôn rồi đó. Đây là hết maximum rồi đó. Đây đi nào đi làm mấy giờ tới luôn. Rồi hơn 11 giờ đêm, 11 giờ mấy rồi đó. Mấy giờ tới. Trời quá trời nó thơm. Cả nhà đi ngủ hết rồi. Thơm quá, nhà đi ngủ hết trơn. Chỉ còn có mình thức. Thích người mong đợi bà Lina về. Đây cả nhà. Rồi. Khủng khiếp là đẹp luôn. Thơm. Quá trời thơm cả nhà. Cái chỗ này kìa nè. Mình lấy ly nước để sẵn rồi kìa. Chuẩn bị cắt bông vào cái bình đó nha cả nhà. Đây. À bên đây còn được một nụ nhỏ nữa nè. Vậy là ngày mai chứ. Ngày mai 3-4 bông. Ôi nó đẹp. Nó thơm mà tiếc không cái là không có giữ được lâu, sáng mai là nó tàn hết rồi cả nhà ơi. Quá trời đẹp cả nhà ơi, cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Elina hồi nãy cũng ngửi chút xíu, hít thà xong rồi đi ngủ rồi, ngủ để mai đi học. Đòi thức coi nữa mà mẹ la không cho. Trời nó thơm, không thể tưởng quá trời thơm. Rồi cái chùm này nó nhiều cả nhà. Bông nó đẹp gì đâu là đẹp luôn. Rồi xong mùa này nữa là xong rồi, là năm nay nó cả trăm bông hơn rồi đó. Mấy đợt, 4, 5, 6 đợt luôn. Hôm qua 5 bông, ngày bữa nay là 30 bông. 30 á cả nhà. Rồi giấc này cũng phê 11 giờ mấy à. Mình cắt bông ra chưng vô cái bình xong rồi cái mình cũng đi ngủ cả nhà, để mai đi làm sớm nữa, mai thức sớm đi làm nữa. Đây giờ mình cắt bông để vô cái bình chưng. Rồi mình xin kết thúc clip nha, cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà phim Family Elina. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là cái năm đầu tiên mà nhà mình được nhiều hoa quỳnh nhất luôn. Từ hồi trồng nó tới bây giờ đã mười mấy năm. Thì đây là cái năm đầu tiên mà nó nhiều như lần này. Trồng cái này rất là dễ luôn á cả nhà, không có chăm sóc gì nhiều. Chỉ là mỗi năm thì ba Lina thêm đất vô trong cái chậu thôi. Đây cái chậu của nó nè, cái gốc của nó nè, cả nhà thấy không đó. Thêm đất rồi lâu lâu cho vitamin đó cả nhà. Đó. Chỉ vậy thôi mà cái nè, bông từ trên tới dưới luôn. Từ ngọn tới dưới mà rất là nhiều nhánh mình cắt mình cho bớt đó cả nhà, mình ương cho nhiều lắm luôn rồi nè, cả nhà thấy không? Đây nè, chứ nếu mà không cắt ương cho là còn nhiều lắm. Là nó cao lên nó to nữa chịu đâu có xiết đâu. Không có chỗ á. Còn mấy nụ này chắc bữa hai bữa hoặc là cũng có thể là ngày mai á. Nãy giờ chụp hình mà đâu có chụp mấy em trong này đâu.
Em trong là mới nhìn tới luôn đó nè. Rồi cây nè, năm nay trúng trúng mùa bội thu luôn. Bội thu luôn cả nhà. Thơm quá trời không nỡ đi ngủ luôn, nhưng mà phi rồi. Phải đi ngủ. Ngủ mai đi làm. Cái bên cây lá dứa của mình. Đó, bây giờ bông đực này tàn xong hết là mình phải đem vô trong nhà nha cả nhà. Chứ để đây mà đem lạnh nó chết á. Đây là cái nhà kiến của mình thôi. Mình chỉ để đỡ trong mùa hè thôi. Sau hết hè mình phải đem nó vô. Quá trời bông luôn. Lần đầu tiên mà nó nhiều nhiều khủng vậy luôn. Khủng hoảng luôn. Đây là cả nhà. Mình cắt chuyên vô cái bình bông. Vị trí nó cũng không có thơm nữa đâu nha cả nhà. Chưng vậy thôi chứ sáng dậy là nó cũng tọt rồi, nó hết thơm luôn rồi. Cả nhà đang nghe trời mưa. Giờ này chắc là 11, 12 giờ đêm rồi đó. Mà ở đây đang trời mưa. Đây, mình cắt nè. Mình cắt mình để đây vậy thôi. Chứ còn sáng mai dậy là nó cũng tàn luôn cả nhà ơi. Cái cây này mà cái bông này mà đem xuống khỏi khỏi cây là nó sẽ tàn, nó sẽ nhanh hết mùi lắm. Nó ngộ quá à. Đây. Rồi bây giờ mình đi ngủ. Bye bye cả nhà.